起きて起きてねえ大丈夫救急車呼ぼうかねえどうしたねえこんな転んだの Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GV khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay là ngày cuối cùng mà các bạn ơi, ngày cuối cùng của tuần đó. Là đi làm cuối cùng của tuần thì hôm qua mình làm cả đêm á mọi người. Thì sáng nay mình mới đi về là buồn ngủ á. Thì mình nay mình có một cái ý tưởng rất là hay là mình sẽ làm một cái video mình chôn Megumi nha. Đó, nói chung thì hôm qua trong lúc làm á, vừa làm cái đầu mình suy nghĩ ra cái ý tưởng thì hôm nay mình về mình làm liền luôn. Đừng để cho nó đừng có bị nguội các bạn, làm cho nó nóng. Đó, thì cái ý tưởng đó là như thế này. Bây giờ mình sẽ giả vờ, mình sẽ gọi điện thoại về cho Megumi. Rồi mình nói á, là mình bị cảnh sát giao thông bắt vì vi phạm chạy quá tốc độ. Đó, mà chưa có xong đâu nha. Mình sẽ nói là bị cảnh sát giao thông bắt. Xong rồi mình, cảnh sát giao thông hỏi mình là tại sao mà lại phải chạy tốc độ cao như vậy. Thì mình sẽ nói là do là vợ ở nhà bị té, bị té nằm xỉu ở nhà, cho nên là gọi điện thoại tôi là tôi chạy về gấp để coi vợ con tôi như thế nào, vợ tôi nó ra làm sao, đang nằm gấp đó. Thì giả bộ nói Megumi, kêu Megumi giả bộ nằm lăn ra ngoài sàn ấy, giả bộ nằm xỉu ấy, rồi cảnh sát giao thông nó đi về chung với mình, nó kiểm tra có đúng hay không đó. Mình sẽ giả vờ mình nói vậy để coi con Megumi có hợp tác với mình không nha. Đó, thì mình sẽ chôn Megumi không biết có chịu làm không hay là quát tháo lên chửi um sùm đó mọi người ơi. Thì sẵn đây trước khi chôn đó bạn, để mình tâm sự chút xíu nha. Có nhiều người sao thấy cái chữ chôn á, cái xong rồi kiểu như người ta không thích chữ chôn hay sao á, mà chưa gì đã chửi rồi mọi người, nói xàm nhảm rồi cái thứ. Mà thật ra thì mình làm chứ là cho vui thôi mà, video giải trí mọi người coi, mọi người cười, tạo tiếng cười cho mọi người thôi, chứ đâu có làm cái gì mà nó quá đáng lắm đâu. Chẳng hạn như các bạn biết chữ chôn có nghĩa là chơi khăm, chơi khăm mà chơi gọi là chơi đâm sau lưng, chơi sóc á, làm như người ta gây sóc á mọi người. Mình đâu làm cái sóc đâu, mình chỉ mới chọc ghẹo thôi. Trong nói chung trong cuộc sống gia đình mà mình cần phải có những lúc vui buồn sướng khổ thì nó mới ra được cái hạnh phúc đúng không, nó mới gọi là một cái gia đình, chứ đâu phải lúc nào nó cũng ấy đâu, ngọt ngào hoài đâu mọi người. Mình cũng phải chọc ghẹo rồi trêu chọc cho vui. Lẽ mấy anh mấy chị cưới nhau về, mấy anh mấy chị không bao giờ chọc ghẹo nhau cười. Trong cuộc sống gia đình mình cũng vậy, thì những cái khoảnh khắc đó mình sẽ quay lại trêu ghẹo vợ mình. Là chôn nó là cái từ đó mình chỉ lấy để mình đăng lên trên YouTube để cho nó bắt cái trang á, để cho nó được lên đề xuất thôi, chứ còn thật ra mình cũng chưa có đến mức chôn đâu mọi người, chỉ mới chọc ghẹo thôi, chưa đến mức là chỉ khăm đâu. Chỉ khăm như mấy người khác là người ta chơi ác lắm, nhưng mà như mình đâu mới chọc ghẹo đâu đó. Thì sẵn đây nói cho mọi người hiểu, đừng có chửi nữa nha. Để mình kiếm cái chỗ nào mình ghé vô mình gọi điện thoại về cho Megu, mình nói là mình bị cảnh sát giao thông bắt. Để kiếm cái cửa hàng tiện lợi nào không đó. Nói chung thì nay mùa đang mùa đông á, trời khá lạnh mọi người ơi. Rồi Tết vừa rồi á, đâu có ăn Tết được đâu, đi làm suốt luôn, tại vì Nhật đâu có Tết đâu mọi người. Có mua bánh chưng rồi về kêu ông và vợ qua ăn chung thôi, chứ thực ra đâu có Tết gì đâu. Bây giờ cuộc sống bên này mà cuộc sống mưu sinh mà kiếm tiền là chủ yếu rồi, cho nên là phải làm thôi, chứ còn mà YouTube thì bây giờ cũng không có tập trung như nhiều được. Và như giờ có ai mà kêu mình về công ty lớn kêu làm mà em phát triển kênh YouTube cho kênh công ty của anh của chị đi đó, cho mình làm ngày 8 tiếng vậy, để tối mình về mình còn rảnh mình qua YouTube được các bạn. Chứ bây giờ đi làm hãng xưởng công nhân như thế này thì không bao giờ mà có thời gian mà làm được hết á. Năm nay cũng muốn về Việt Nam chơi ăn Tết, nhưng mà có điều là dịch á, dịch Covid quá cho nên là khó đặt vé máy bay. Với lại cũng sợ nữa. Không biết cách đặt vé về bằng cách nào thôi. Thôi các bạn đợi nha, mình không có nói nhảm nhảm nữa, để kiếm cái chỗ nào đậu vô rồi mình gọi điện thoại cho Megumi nha mọi người. Xàm quá. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình ghé trong cái cửa hàng tiện lợi nha. Đó thì đây nó có bãi đậu xe rộng rãi, mình dừng xe lại mình nói chuyện, mình gọi điện thoại cho Megumi nha. Nói chung thì vừa lái xe mà gửi điện thoại bị phạt á, nói chung không an toàn nữa. Mình để mình gọi cho Megumi luôn. Coi số điện thoại đâu rồi đây. Bật loa ngoài luôn nè.
Moshimosh. 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 Hai. Koenai nakedo. Moshimosh. Moshimoshi. Haku de. Yabai kara haku. Moshimosh. Moshimoshi. Moshimosh. Hai. Koenai nakedo. Moshimoshi. Moshimosh. 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 Jinjin koenai. Giả bộ làm vậy, gọi lại nè, chắc chắn gọi lại luôn nè. Để đợi đi. Đó, gọi lại các bạn ơi, gọi lại rồi nè. Moshimosh, dạ bài. Moshimosh. À, kikoe ta. Moshimosh. Kikoe du? Kikoe du. Ano ne, dạ bài kara ne. Chotto. Chotto ne. Ima kesetsu ni tsukamaeta. Eh? Honto, honto, honto. やばい。え、ちょっとスピード出しすぎた。え、で今ね捕まえて、俺はちょっとあのまあ警察からに逃げて車に張っちゃった。あのまあ逃げてないけど自分の車張っちゃってめぐに電話したの。え、な何してんの？うん、だからスピード出しちゃった。え、何キロ？あの本当は50キロだけど俺は80キロぐらい出した。やばいよ。だからさ、うん、なんでこんなスピード出したのって言われたから、うん、で奥さんが、うん、あの転んでたから今倒れてて早く帰らないといけないっていうことを嘘ついたの。だからさ、だから今メグはまあ警察は一緒に帰るんだって、チェックするんだって。ちょっとね、うん、ちょっとね玄関で転んだふりにしてくんない？やだよ。本当にね。え、どの道？どこの道？あのスターバックのとこ。ちょっとね早く帰りたいから出しちゃった。眠いからさ、もう夜勤だから。ダメじゃん。お願い、本当に。もう正直に言っちゃえば。でも言ったらメンテだよ。メンテになるから、なんか3ヶ月ぐらいもう車乗れなくなっちゃうから。もう本当にお願い、ちょっと転んで。やだよ。お願い。だから一緒に帰るから玄関でちょっと転んだふりにして、で警察見てから、あ、本当こと言ったねあなたは、でそしたら許してくれるっていうことを、まあそういう形だな。やってくれる？嘘つきたくないんだけど。嘘つくっていうか、本当に今回だけお願いしたいけどね。いい？やだ。嫌なの？だって。じゃあ、1万あげるからやってくれる？いや、お金の話じゃなくてさ。お金もダメなんだ。だって本当に今ねやばいから、もう本当に捕まえたくないから、やってくれたら許してくれるって言ってあるから警察が。何それ？なんかそういうことを言ってるみたいんだよ。あなた外国人だから、本当に奥さん転んでるならかわいそうだなと思って、じゃあ一緒に帰って奥さんのことを先にたあの助けてあげて病院とか絶対あげるねって言ってるんだよ。なんか、なんか見せるだけ。めぐこ転んでたよって見せたら許してくれるっていうことを言ってたよ。本当本当。じゃあもう1万プラスして2万あげるからやってくれる？分かった。いいの？じゃあ今すぐね、すぐあの玄関行って転んで、うん、あの大体10分ぐらい15分ぐらい買ってくるから、で転んだふりにして、でどんな起こしても起きないでね。どんなことを言っても起きないで、バレちゃうから。分かった。だから警察だからね、ずるいよ。パパ
するけどね。お願い今回。だから開けちゃってすぐバレちゃうから絶対目開けないで。分かった？うん。どんなこと言ってもね。うん。お願い。分かった。オッケー。じゃあ今から帰るね、警察に言っとくから一緒に帰るって。はい、じゃあお願い。じゃあね、頑張ってね。はい、バイバイ。はい、ビヤマにビヤマにベヤマグイでこでここメグルンナムアニャーダイゴンサウヤハイハイハイビヤディベガダ。Rồi các bạn ơi, bây giờ mình về đến nhà rồi nha, để mình cho xe vô bãi cái đã nha. Đánh xe vô bãi rồi mình đi coi coi Megumi. Megumi đang coi Megumi đang nằm giả vờ thế nào nha. Bãi nhà mình nó hơi chật mọi người ơi. Cái chỗ đậu xe nhà mình nó hơi chật. Vô. Ok, rồi bây giờ đi vô. Bây giờ đi vô coi nha. Tranh thủ ít đồ rồi, đi, let's go. Ok, rồi bây giờ mình sẽ dẫn anh em đi vào nhà mình nha. Trời, ngoài trời lạnh quá. Đây, chiếc xe của mình đây. Đại sao bữa? Nè, đại sao bữa? Đại sao bữa? Cái sách thường iso kitéo. Nè, nè. Trời ơi. Gì mà đồ này. Nè, mẹ. Nè. Đại sao bữa? あ、来たよ、来た。すいません、警察。おい、なんで手を受けてくれ。おい、ごめん、来ない。おいおい。なんで。起きて。起きて。ねえ、大丈夫？救急車呼ぼうか？ねえ、どうした？ねえ、こんな、転んだの？やめちゃおう。やり。嘘だよ。ね、警察とかいないよ。嘘嘘嘘嘘。起きて。もうドッキリだよ。起きて。おい、さあ、やばいよ。không thèm dậy luôn mọi người ơi。nãy mình giận là nói thế nào cũng không được dậy, ngủ luôn rồi。ね、本当に。お金いらない？嘘だよ。嘘だよ。本当にしてんの？本当に？いないよ。ドッキリだ。本当に思ったの？何これ出したの？転んだように。うまいじゃん。何？何？それって何これ？ないよ。なんで？ないよ。楽しかったんだけど。いやだ。謝ってよ。ちゃんと謝って。わかんない。Hôm nay mình đã chôn Megumi thành công rồi nha. Đột kỳ xa đế ta. Hôm nay anh đã xuyên rồi đã xa nào có tè rồi. Cảm ơn các bạn hôm nay đã quan tâm theo dõi video của tụi mình nha. Các bạn cảm thấy video thú vị cho mình xin like, đăng ký và chia sẻ video của tụi mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.